Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Lần đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. À, quý vị thân mến, ở à, trong chương trình ngày hôm nay Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái lá số tử vi của những người tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 nam mạng trong cái 6 tháng đầu năm 2024 à, năm Giáp Thìn. Ở à, trong cái năm 2024 năm Giáp Thìn thì những người tuổi Tỵ cũng là một trong con giáp may mắn không phải gặp phải cục diện xung khắc nào đáng kể. À, đây cũng là một cái tuổi mà nó cũng có được những cái lợi thế nhất định trong cái vận trình công danh sự nghiệp của mình. Vậy thì trong 6 tháng đầu năm đâu là cái thời điểm để cho những người tuổi Tỵ bứt phá? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, bây giờ chúng ta cùng xét về cái lá số tử vi năm 2024 năm Giáp Thìn của những người tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001, Nam ạ, à, trong 6 tháng đầu năm. Vậy thì trong 6 tháng đầu năm, những người tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 sẽ gặp phải những cái vận hạn gì? À, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. À, như quý vị đã biết, đấy những người tuổi Tân Tỵ là những người có năm sinh là 2001. Người này có thiên can là Tân, địa chi là Tỵ, có lá số là âm Nam, có ngũ hành nạp âm là Bạch Lạp Kim, có cung mệnh là cung cấn thuộc thổ, được gọi là đông tàng chi xà, có nghĩa là rắn ngủ đông, có xương con cọp, tướng tinh con thường luồng, con nhà bạch đế, trường mạng. À, bao giờ cũng vậy, đầu tiên để xét về cái vận trình tử vi của những người tuổi tân tỵ trong 6 tháng đầu năm ấy, thì trước tiên chúng ta cũng cần phải nắm qua một chút về cái vận hạn của năm 2024, à, năm giáp thìn. Nó sẽ ảnh hưởng đến những người tuổi tân tỵ sinh năm 2001 như thế nào, từ đó chúng ta mới đưa ra được những luận đoán chính xác nhất để nắm được cái tổng quan chúng ta sẽ đưa ra được những lời đoán chính xác nhất à, giúp gia chủ nắm bắt được cái thời thế và mang lại nhiều cái may mắn tài lộc cho mình à, như quý vị đã biết ấy, những người tuổi Tân Tỵ trong năm 2024 ấy, thì cũng là một năm khá là may mắn đúng không ạ chúng ta có Tỵ gặp Thìn thì được cục diện là gì ngũ hành tương sinh vậy nên trong năm ấy thì sinh cho Thái Tuế nên là đây cũng là một cái năm mà có nhiều cái may mắn đến với quý vị các mối quan hệ thì cũng sẽ được hòa hợp hơn đó. Ký à, thứ hai là cái sức khỏe cũng khá hơn so với thời gian trước đó. vì vì vậy để được thái tuế tương trợ nhiều hơn thì những người tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 đấy, quý vị hãy luôn nhớ là mang theo bên mình một cái kim bài thái tuế để được thái tuế tương trợ giúp đỡ mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 Nam mạng. À, quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 thì cái kim bài thái tuế mang lại cái vận may về tài lộc tiền bạc cho mình. À, bên cạnh đó thì xét về cái mối quan hệ thiên can thì chúng ta có tân gặp giáp thì nó là chính tài. Đó. Thì được cái chính tài nó nâng đỡ nên là nó cho thấy cái thu hoạch của những người tuổi tân tỵ trong cái năm 2024 rất là khả quan. À, gia chủ nên chủ động nắm bắt để thu về cái lợi nhuận nhiều hơn. Nói chung trong năm 2024 ấy thì dù, dù là những người làm công ăn lương hay là những người làm kinh doanh buôn bán thì đều có thể hài lòng với những cái thành quả mà mình nhận được cái nguồn thu tăng lên đều đều à, tuy nhiên có thu thì phải có chi à, nếu bản mệnh tiếp tục dễ dãi với bản thân một cách quá mức thích mua sắm gì mà không tính toán ấy, thì cũng khó đạt được cái mục tiêu tài chính đã đề ra từ trước à, bên cạnh đó nếu mà quý vị buông thả bản thân thì mưu trự trong năm khó thành Đồng nghĩa với việc là quý vị sẽ gặp rất nhiều cái khó khăn bế tắc đó. Vì vậy mà những người tuổi Tân Tỵ cũng cần phải hết sức lưu ý tập trung hơn vào cái sự nghiệp công việc chính của mình. À, bên cạnh đó cái địa chi Thìn trong cái năm 2024 ấy nó ẩn tàng cái thiên can là Mậu, Quý và Ất. Chúng ta có Tân gặp Mậu nó là chính ấn, Tân gặp Quý nó là thực thần và Tân gặp Ất thì nó là thiên tài. Như vậy là trong cái thiên can ẩn tàng nó vẫn ẩn chứa những cát tinh, nó vẫn mang lại những cái may mắn tài lộc nhất định. Nếu như những người tuổi Tân Tỵ biết nắm bắt lấy cơ hội thì sẽ dễ đạt được những cái thành công lớn lao hơn trong cuộc sống cũng như là trong công việc. À, bên cạnh đó thì chúng ta có Tân gặp Mậu thì nó là chính ấn. Được cái chính ấn nó xoay đường chỉ lối nên là những người tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 ấy sẽ dễ đi đúng đường đúng hướng mà không tốn quá nhiều thời gian, công sức cũng như là tiền bạc. À, nói chung ấy, trong thời gian này các bạn sẽ rất hứng thú bắt tay vào cái công việc của mình đó và cũng sẽ thu được những thành quả nhất định. À, thêm nữa chúng ta có Tân gặp Quý thì nó là thực thần. Cái thực thần nó cũng mang đến nhiều cái lộc lá cho những người tuổi Tân Tỵ. Đặc biệt là những người làm lộc làm kinh doanh tự do, những người làm buôn bán, bán hàng, kinh doanh hoặc là những người làm nghề tự do ấy, thì sẽ được lộc một cách bất ngờ ập đến. Cái vận may thì nó cũng ùn kéo đến, khiến cho quý vị và các bạn dễ có được cái cơ hội thâu thu thêm tiền bạc bên cạnh đó chúng ta có tân gặp ất thì nó là thiên tài nói chung ấy, cái cục diện thiên tài nó cũng cho thấy là trong thời gian này những người tuổi tân tỵ cũng khá là giỏi trong việc thể hiện bản lĩnh của mình trong những cái chuyện kiếm tiền nói chung ấy trong dù cơ hội nó khó khăn dù gặp nhiều cái bế tắc trắc trở nhưng mà những người tuổi tân tỵ vẫn tìm ra được lối thoát và mang lại nhiều cái may mắn tài lộc đến cho mình đó vì thế để gia tăng thêm cái may mắn do chính tài chính ấn thực thần và và cái thiên tài nó mang lại thì những người tuổi tân tỵ sinh năm 2001 ấy quý vị cũng hãy luôn nhớ là mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân là tỵ dậu sửu để trợ mệnh hộ thân à, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tân tỵ sinh năm 2001 Nam ạ đó à, thưa quý vị à bên cạnh cái thiên can địa chi thì chúng ta cũng xếp một chút về cái vận hạn của năm thì những người tuổi tân tỵ sinh năm 2001 năm nay là 24 tuổi 24 tuổi thì gặp cái sao hạn là cái sao văn hớn và cái hạn năm là cái hạn thiên la à, như quý vị đã biết đấy, cái sao văn hớn thì nó là một cái trung tinh nó không quá tốt cũng không quá xấu gặp cái sao này chiếu mệnh thì công việc cũng chỉ ở mức trung bình ngoài ra ấy, thì những người tuổi tân tỵ nói chung ấy, cần phải đề phòng những chuyện thị phi những cái thương tật những cái đau ốm đấy hoặc là những chuyện nóng nảy mồm miệng à, gặp cái tai hình kiện cáo pháp luật cái sao này nó xấu nhất vào cái tháng 2 tháng 2 là tháng đinh mão và cái tháng 8 là tháng quý dậu đây là hai tháng xấu nhất mà quý vị cần phải đề phòng Kéo gặp những chuyện quan sự hoặc là trong nhà có nhiều cái chuyện không yên à, bên cạnh đó thì năm 2024 những người tuổi tân tỵ là 24 tuổi hai thư tuổi gặp cái hạn năm là cái hạn thiên la, Đó. gặp cái hạn thiên la thì dễ bị phá phách không yên, ốm đau thì khó khỏi, dễ bị hao tốn về tiền bạc. Nói chung các bệnh đều do cái yếu tố tinh thần nó gây ra. Quý vị cần phải tu tâm dưỡng tính, thành tâm kính bái thì mới mong mong khỏi được. Đó. Vì vậy để hóa giải cái sao văn hớn và cái hạn thiên la mang lại cái may mắn tài lộc cho mình. Ấy, thì những người tuổi tân tỵ cũng hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vật phẩm phong thủy tên là minh quang pháp bảo cái minh quang pháp bảo là một cái pháp khí phong thủy của nhà phật nó làm bằng bạc đó à, khi mang theo bên mình thì nó sẽ giúp quý vị và các bạn là tăng cường cái may mắn thu hút cái tài lộc và sẽ giúp quý vị tịnh tâm an nhiên khai sáng trí tuệ à, giúp đưa ra được những quyết định đúng đắn hơn trong công việc cũng như là trong cuộc sống đó. minh quang pháp bảo cũng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ Quý vị có liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái minh quang pháp bảo mang lại cái may mắn, tài lộc cũng như là để giúp hóa giải những vận hạn xấu cho những người tuổi tân tỵ sinh năm 2001. Đó. và thưa quý vị, à, như vậy là chúng ta đã vừa xét xong về tổng quan vận hạn trong năm 2024 nó giáp thìn. Thì nói chung ấy, trong năm 2024, những người tuổi tân tỵ có rất nhiều cái điều cắt lợi nó có thể uh, trợ giúp. Vì vậy, đây cũng là một năm may mắn hanh thông đối với những người tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001. Vậy thì dựa vào cái vận trình của năm bây giờ chúng ta xét xem từng tháng, xem là tháng nào tốt, tháng nào xấu và tháng nào thì những người tuổi Tân Tỵ sẽ có bạc tỷ cầm tay. Thưa quý vị, đầu tiên chúng ta cùng xét về tháng riêng, tháng riêng là tháng Bính Dần. Tháng Bính Dần chúng ta có Tỵ và Dần là cục diện lục hại. Nói chung ấy, gặp phải cục diện lục hại. Vậy nên là trong thời gian này thì những người tuổi Tân Tỵ nên hoàn thành tốt cho các kế hoạch đang còn dở dang của mình với những dự án mới thì các bạn cần thêm thời gian để cân nhắc không vội vàng chạy theo cái xu thế của thị trường à, cuối cùng ấy, lại sôi hỏng bỏng không những người làm công ăn lương thì cũng không cần vội vàng chạy theo cái xu thế của thị trường à, những người làm công ăn lương thì nên chăm chỉ và nghiêm túc khi mà tiến hành công việc à, dù không nhận được những khoản thưởng nóng nhưng mà ít nhiều cũng gì À, không nên phạm phải những cái lỗi sai kéo lại bị gì bị trách phạt. À, bên cạnh đó chúng ta có tân gặp bính tân gặp bính thì nó là chính quan. À, cái chính quan nó nâng đỡ nên là con giáp này cũng không gặp phải vấn đề nào quá to tác quá khó khăn. Vì thế quý vị đừng quên nói lời cảm ơn hoặc là bày tỏ cái sự tôn trọng với những người mà đã gì dành công sức ra cho đỡ lẫn mình nhé. À, thưa quý vị à, trong cái địa chi dần nó ẩn tàng ba thiên can là giáp bính và mậu Tân gặp giáp thì nó là chính tài, tân gặp bính là chính quan và tân gặp mậu thì nó là chính ấn. Như vậy là trong tháng riêng vẫn ẩn tàng những cái điều tốt lành nữa, những cái cutting tinh. À, chúng ta có tân gặp giáp là chính tài, cái chính tài nó cũng khuyên quý vị là nên làm những công việc mà hiện tại của quý vị, làm tốt công việc hiện tại, đừng có gì ba hoa hoặc là gì đừng có vội chạy theo những cái dự án mà chưa chắc chắn. À, thêm nữa chúng ta có tân gặp bính thì nó là chính quan. Cái chính quan nó tương trợ nó cũng sẽ giúp cho cái vận trình công việc sự nghiệp của những con giáp này nó trở nên dễ dàng hơn thuận lợi hơn, giáp chủ đi làm với cái tinh thần vui vẻ phấn khởi học hỏi được rất nhiều điều bổ ích đó. À, bên cạnh đó những người tuổi tân tỵ là những người mà cũng không ngại khó khăn không ngại gian khổ chấp nhận thử thách để tiến đến thành công xa hơn đó. À, thêm nữa chúng ta có tân gặp mậu thì nó là chính ấn, cái chính ấn này nó cũng báo hiệu là những người tuổi tân tỵ trong thời gian này cũng sẽ gặp nhiều cái may mắn nhất định à, cũng sẽ được thể hiện cái uy quyền của mình đó. À, tuy nhiên trong tháng này thì chúng ta có có cái lưu niên bệnh nó nhập bệnh lưu niên bệnh cái lưu niên bệnh nó nhập bệnh nó cũng báo hiệu là trong thời gian này thì những người tuổi những người tuổi 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 tân tỵ cũng cần phải hết sức lưu ý đến cái sức khỏe của mình nhé đến cái sức khỏe của mình do là có lưu niên bệnh nhập bệnh nên là quý vị cũng rất dễ xảy ra những cái bệnh tật hoặc là gì thiếu và sức khỏe thì cũng bị suy giảm vì thế quý vị cũng cần phải có chế độ luyện tập thể dục thể thao một cách đều đặn để tích cực tham gia vào những cái câu lạc bộ để gì câu lạc bộ thể dục thể thao để tăng cường cái sức khỏe tăng cường cái hệ miễn dịch của mình à, bên cạnh đó trong cái tháng này có lưu liên lộc tồn này bác sĩ này và điếu khách đúng không cái lộc tồn nó chủ về cái tài lộc này bác sĩ nó chủ về sức khỏe còn điếu khách nó chủ về chuyện hao tài tốn của vì vậy mà quý vị cũng cần phải là gì quản lý tài chính của mình một thật kỹ nhá thật kỹ đó 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 là tháng riêng tiếp theo chúng ta xét tháng 2 tháng 2 chúng ta có mão gặp tị, mão mộc gặp tỵ hỏa một hỏa tương sinh vậy nên đây là một cái tháng mà cũng gặp nhiều may mắn sức khỏe thì nó tăng lên và thì các mối quan hệ thì nó cũng dần dần trở nên tốt lên. À, thêm nữa trong cái tháng này thì chúng ta có tân gặp đinh thì nó là thất sát đó. Nói chung ấy, gặp cái cục diện thất sát chiếu mệnh vậy nên trong thời gian này những người tuổi tân tỵ 2001 nói chung cũng cần phải cẩn thận trong công việc vì dễ có tiểu nhân tranh đấu. Gia chủ tuổi ấy, tân tỵ là những người thông minh năng động nhưng nóng tính dễ bị kích động. Đó cũng là cái sơ hở để cho kẻ xấu lợi dụng phá hoại cái sự nghiệp mà các bạn đã gây dựng. À, thêm nữa chúng ta có địa chi mão thì ẩn tàng thế gian là ất đúng không ạ chúng ta có tân gặp ất thì nó là cái vận thiên tài nói chung được thiên tài nó ghé thăm trong thời gian này nó cũng sẽ mang lại uh, cho các bạn những cái cơ hội để thể hiện cái bản lĩnh của mình trong cái chuyện kiếm tiền uh, nói chung ấy ngay cả tình tình hình khó khăn như hiện tại thì các bạn cũng đủ khéo léo mở ra những cơ hội tốt để tăng thêm cái thu nhập cho mình thế nên cái việc dùng dính tiền tiêu cũng là cái điều dễ hiểu À, nói chung bản mệnh cũng có thể kiếm tiền bằng nhiều cách khác nhau như là đi làm thuê hoặc là gì tự xây dựng một cái sự nghiệp cho mình. Đó. À, thêm nữa trong tháng này thì nó lại lâm vào cái lưu niên suy, cái lưu niên suy nó nhập mệnh thì nó cũng báo hiệu là trong thời gian này ấy, à, những người tuổi Tân Thị cũng sẽ trở nên để ôn hòa hơn, bản mệnh sẵn sàng nhường cho người ta phần thắng trong các cuộc tranh đua hay là đối đầu. Cái việc này ấy, không phải là thể hiện cái sự yếu kém mà thực ra ấy, là cái hành động có tính chiến lược những người tuổi tất thị lúc này hiểu rõ bản thân mình đang lùi một bước để tiến thêm hai bước à, thực ra các bạn đã cố gắng hơn thua với họ ấy, cũng sẽ chỉ thiệt thân mà thôi nhất là khi ấy, việc này được đưa ra cái cấp chính quyền để giải quyết lại thêm cái phần rắc rối hung họa thị phi đó. vì vậy quý vị cũng cần phải lưu tâm nhé lưu tâm trong tháng này bên cạnh đó thì quý vị cũng cần phải lưu ý cái lưu niên trực phù và cái kình dương cũng như là cái sao luật sĩ đó, để trong tháng được bình an may mắn à, tiếp theo chúng ta xét đến cái tháng 3 tháng 3 lịch nó là tháng bộ thìn chúng ta có thìn thổ đúng không ạ thìn thổ và tị hỏa thì nó tương sinh vì thế mà trong thời gian này sức khỏe cũng khá là tốt và các mối quan hệ thì nó cũng ổn định hơn à, bên cạnh đó chúng ta có tân gặp mậu thì nó là nó là chính ấn nói chung trong thời gian này lại được chính ấn nó soi sáng nó đưa đường chỉ lối vậy nên ấy, những người tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 đấy sẽ dễ dàng đi đúng hướng mà không tốn quá nhiều thời gian hay là tiền bạc khi tiến hành những nhiệm vụ mới nói chung các bạn sẽ rất hứng thú bắt tay vào công việc thay vì phải đắm chìm trong chuỗi ngày bất tận buồn thảm như trước đây Đó. À, thêm nữa trong địa chi Thìn thì nó ẩn tàng thiên can là Mậu Quý và Ất à, chúng ta có Tân gặp Mậu thì nó là chính ấn Tân gặp Quý thì nó là thực thần và Tân gặp Ất thì nó là thiên tài như vậy là gì? trong những cái cát tinh trong những cái 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 cái, cái 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 sao chiếu mệnh thì cũng có rất nhiều cái sao tốt nó ẩn tàng trong cái địa chi à vì vậy mà nó cũng sẽ mang lại may mắn nhưng mà quý vị cũng cần phải nỗ lực hết sức để cống hiến cho công việc thì nó mới kích hoạt được những cái sao tốt này lên đó à, thêm nữa trong tháng này có lưu niên thanh long và thái tuế thanh long nó là một cái sao tốt ấy, nó chủ về sự hiền hòa hiền hòa còn cái thái tuế là một cái sao bắn khắp bắn hung nhưng mà đi với thanh long thì nó cũng gì chỉ ra được cái sự trí tuệ lanh lẹ thông minh của mình và quý vị cũng sẽ dễ đạt được cái thành công hơn đó tiếp theo chúng ta xét tháng tư là tháng kỷ tỵ tháng kỷ tỵ chúng ta có tỵ gặp tỵ là tỷ hòa đúng không vậy nên trong thời gian này thì sức khỏe nó cũng bình bình các mối quan hệ thì nó cũng diễn ra khá là tốt đẹp à, thêm nữa chúng ta có tân gặp kỷ thì nó là thiên ấn đó. À, được thiên ấn nó xoay đường chỉ lối nó cũng chỉ ra một vài mục tiêu một vài cái dự định cá nhân của các bạn bắt đầu gặt hái được những kết quả vì vậy À, các bạn hãy cố gắng nắm bắt lấy cơ hội, đôi khi vẫn có những cái áp lực và những cái thách thức nó xuất hiện, nhưng bằng cái sự nhẹ bén, khả năng xử lý linh hoạt và nhất là, là được quý nhân giúp sức, nên là các bạn cũng sẽ vượt qua một cách dễ dàng. À, thêm nữa cái địa chi tỵ nó ẩn tàng ba thiên can là bính mậu và canh, à, chúng ta có tân gặp bính thì là chính quan, tân gặp mậu là chính ấn và tân gặp canh là kiếp tài. như vậy là gì? trong cái thiên can ẩn tàng vẫn chứa những cái cát tinh, cái chính quan nó sẽ giúp cho con đường công danh sự nghiệp của những người tuổi tân tỵ được gặp được nhiều cái bứt phá và có những cái bước tiến rõ rệt à, giúp cho con đường quan lộ được mở rộng hơn cơ hội thăng quan tiến trước trong năm cũng sẽ đến với những người tuổi tân tỵ à, bên cạnh đó chúng ta có tân gặp mậu thì nó là chính ấn chính ấn nó cũng củng cố lại cái quyền lực củng cố lại cái địa vị củng cố được cái vị thế của những người tuổi tân tỵ sinh năm 2001 vì thế mà quý vị cũng sẽ gì có được tiếng nói trong tập thể có được tiếng nói trong công ty và những quyết định của quý vị cũng đôi khi cũng mang lại những cái lợi ích cực lớn cho cái tập thể nhé À, trong tháng này thì nói chung có lưu niên lâm quan đến nhập mệnh lâm quan nhập mệnh à, cái lâm quan nhập mệnh nó cũng cho thấy là trong thời gian này ấy, những người tuổi tân tỵ cũng duy trì được cái năng lượng tích cực đối với mình à, dù việc lớn hay việc nhỏ mà các bạn tham gia thì cũng đồng đều không lề hà ai nhờ gì cũng làm nói chung con giáp này nổi bật với cái tư duy nhạy bén khả năng phân tích khéo léo cũng sẽ được chú ý đáng kể Đó. À, thêm nữa trong tháng này có lưu niên tiểu hao và thiên không Vị chi là các bạn cần phải chú ý đến vấn đề về tiền bạc nhé Để quản lý tài chính thật kỹ Kể lại xảy ra những cái chuyện là mất tiền mất bạc không cần thiết à, Tiếp theo chúng ta xét đến tháng 5 Tháng 5 là tháng canh ngọ Chúng ta có tị hỏa, ngọ hỏa đó nó là tị hỏa Các mối quan hệ xã giao nó tốt đẹp Sức khỏe thì cũng vẫn được đảm bảo Bên cạnh đó trong tháng này thì chúng ta có tân gặp canh thì nó là kiếp tài đó gặp với kiếp tài lâm vận, đơn giản là trong năm 2024 ấy thì những người tuổi Tân Tỵ cũng sẽ khá là vất vả trên con đường công danh sự nghiệp, à, công việc lúc nào cũng bận rộn chật vật, lại hay có kẻ tiểu nhân đeo bám sau lưng. Đó. À, mặc dù những người tuổi Tân Tỵ là những người nhiệt tình thẳng tính nhưng lại rất dễ bị lợi dụng. À, Gia chủ Tân Tỵ sẽ nảy sinh ra những nghi ngờ về quyền lợi của mình đối với tập thể. À, thêm nữa, trong thời gian này chúng ta biết vị trí ngọ ái nó ở tàng hai thiên can là Đinh và Quý. Chúng ta có tân gặp đinh thì nó là thất sát Tân gặp kỷ thì nó là thiên ấn Đó. Như vậy là gì? Được gặp cái thất sát nó nhập bệnh Nên là trong thời gian này Nó cũng dự báo sẽ có những cái rắc rối liên quan Khó lường à, Khiến cho bản mệnh phải phiền lòng, phải bận tâm Ngay lúc này đây thì Nói chung ấy, gia chủ cũng không nên ra phó số phận Hay là thở ơ với mọi thứ xung quanh vì các bạn có đủ khả năng để chuyển bại thành thắng trong một thời gian ngắn à, các bạn có thể phá vỡ những lời lối những thói quen cũ Đó và thổi một luồng gió mới vào. Bên cạnh đó chúng ta có tân gặp kỷ là thiên ấn thì nó cũng giúp quý vị hoàn thành những mục tiêu những dự định của bản thân. À, thêm nữa trong tháng có lưu niên tăng môn nhé, chủ về cái tăng tóc buồn phiền, lưu, lưu niên tướng quân thì là chủ về cái tài lãnh đạo và tài ăn nói đó. Vì vậy mà đây cũng là một cái thời điểm mà quý vị cũng có thể tham khảo nhé, nó cũng là một cái thời điểm mà cũng không xấu lắm. À, tiếp theo chúng ta xếp tháng 6 là tháng tân mùi. À, trong tháng tân mùi chúng ta tị hòa gặp mùi thổ đó, thổ nó tương sinh, sức khỏe trong thời gian vẫn tốt các mối quan hệ thì nó cũng khá là hài hòa bên cạnh đó chúng ta có tân gặp tân thì nó tỷ kiên cái tỷ kiên nó cũng sẽ giúp cho những người tuổi tân tỵ trở nên là gì điềm đạm hơn bình tĩnh hơn và không bị gặp những rắc rối nhiều trong vấn đề cuộc sống à, thêm nữa trong cái tháng này thì chúng ta có gì lưu niên thiếu âm lưu niên thiếu âm à, thiếu âm nó cũng là một sao tốt trong cái hệ thống lá số tử vi nói chung ấy khi gặp một sao này chiếu mệnh thì nó cũng mang lại nhiều cái may mắn cát tường đó À, thêm nữa, chúng ta biết là trong cái trong cái địa chi mùi ấy, nó ẩn tàng ba thiên can là kỷ, ất và đinh. Chúng ta có tân gặp kỷ thì nó là thiên ấn, tân gặp ất thì là thiên tài mà tân gặp đinh thì là thất sát. Như vậy là gì? Trong năm 2024 chúng ta có là tân gặp tận kỷ, gọi nó là thiên tận thiên ấn. Thì được thiên ấn nó trợ mệnh, vậy nên là trong thời gian này những người làm quản lý, những người làm quan chức, những người làm lãnh đạo ấy thì cũng rất dễ kiếm được một khoản tiền bội thu và củng cố được cái vị thế, củng cố được cái địa vị của mình. Nói chung tiền vào trong tay thì khá là dùng dính, chỉ cần quý vị giữ một cái thái độ nghiêm túc trong công việc thì không lo thiếu tiền tiêu. À bên cạnh đó, chúng ta có tân gặp ấp thì là thiên tài. Cái thiên tài nó dự báo là trong thời gian này những người tuổi Tân Tỵ cũng rất dễ thể rất giỏi thể hiện bản lĩnh của mình trong cái chuyện kiếm tiền. Vậy nên cái chuyện là tiền nong ấy chi tiêu cũng là điều dễ hiểu. Đó. À, bên cạnh đó thì chúng ta có Tân Tân mà gặp đinh thì nó là thất sát nói chung nó bị cái thất sát chiếu mệnh nên là trong thời gian này những người tuổi tuổi tân tỵ sinh năm 2001 cần phải cẩn thận trong công việc vì rất dễ có kẻ tiểu nhân tranh đấu nói chung là gia chủ cũng đừng ngại khó đừng ngại khổ nhưng mà cũng đừng nên chủ quan với mọi người xung quanh kẻo lại bị hại lúc nào không hay đó à, thưa quý vị À, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái vận trình lá số tử vi của những người tuổi Tân Hợi sinh năm 2001. À, thưa quý vị à, như vậy là tử thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái lá số tử vi của những người tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 trong 6 tháng đầu năm 2024 là giáp thìn hy vọng với những cái kiến thức mà tử thông đã chia sẻ cùng quý vị và các bạn cũng sẽ giúp các bạn phần nào nắm bắt được cái thời vận của mình và đưa ra được những quyết định đúng đắn hơn trong công việc trong cuộc sống à, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình À, còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo à, xin cảm ơn